defeated. Shut down. This is the power of technology. You cease your resistance. You have defeated an enemy. Double kill. Enemy double kill. Triple kill. Anh em cần cây thuế hay là cần nick thì nhắn tin cho NMH dưới phần mô tả nhé. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Trong clip này mình sẽ làm về vị tướng Á Thú ở mùa mới nhất. Với cái bộ trang phục Á Thú siêu việt, nhiều anh em hỏi mình mua nick có bộ trang phục này có rẻ hay không. Thực tế thì nếu mà anh em mua ạc rèn thì khá là rẻ, còn mua ạc chơi rồi thì cũng ok thôi. Tùy theo ạc, anh em nào cần mua thì chúng cần mua ạc hay là cây thuế thì cứ nhắn tin inbox trực tiếp dành cho mình. Thông tin thì dưới phần mô tả cụ thể. Trận đấu này thì mình đối đầu với Kane, một chất tường tàng hình. Thực tế thì Á Thú đối đầu với Kane thì sẽ không bao giờ sợ Kane cả. Chất tường nó vậy anh em ạ, chất tường kiểu nó hớn ấy. Trong trận đấu này thì một trận đấu đó là mình lên theo thiên hướng đám chứ không phải là lên theo thiên hướng tánh. Bởi vì anh em thấy thì tại bên mình quá là nhiều tánh cơ rồi, nói chung đồ chống chịu thì quá là nhiều rồi. Nên là mình sẽ lên theo thiên hướng đám luôn anh em ạ, xỉu nửa bắt tém địch cho nó dễ. Với kén thời điểm hiện tại thì cũng chưa phải là chất tướng. Đó là khỏe khi chưa lên được level 4. Ôi pha này thì Kến đang cố gắng phá một quái này. Ê, mình chơi bằng trụ trời luôn này. Và với cái bốc phá thì mình tiện Kến lên bảng điểm số. Về phần chiêu thức của Á Thú thì khá là dễ. Chiêu thức nhật anh em kích hoạt như thế này, lại đánh phá thì sẽ gây sát thương. Cái là đòn đánh thì sẽ tiến vào trạng thái đột kích. Khi kích hoạt chiêu 1 thì giúp đó là vị trí của Á Thú cùng tăng tốc độ di chuyển. Đánh trúng mục tiêu thì giúp anh em kích hoạt cho Á Thú là một lập sáp ảo ít nữa. Với chiêu thức thứ hai thì Á Thú gọi là xoáy kiếm, gây sát thương vào mục tiêu. Còn về chiêu cuối thì Á Thú bổ cái công lý phán quyết hất tung mục tiêu. Mục tiêu trong vùng ảnh hưởng thì sẽ đó là chịu thêm sát thương nữa. Về chiêu thức thứ rất chứ là đơn giản như vậy anh em ạ. Hà này Karina, ê bắt mình à. Cũng bắt Tara mà quyết định bắt mình, bởi vì Tara đang bật cái thân thể thép. Mà bắt mình thì cũng như Tara thì cũng bằng không à. Ta này quay trở lại và double kill dành cho Tara luôn. Trận đấu này thì đội hình của team mình rất chất là trâu bò và hồi phục rất chất là tốt. Đến từ vị trí của Tara và Malok. Do là mình lên theo thiên hướng phun đám nên là tốc độ phám của mình rất chết là nhanh luôn anh em ạ. Ngọc mình cũng đóng phun đám luôn. Bên cạnh đó thì 6 đôi giày kiến cương mình sẽ lên cho Á Thú là cái thương xuyên phá, gia tăng thêm 100 công vật lý và có xuyên giáp. Bây giờ sẽ lại bắt vào vị trí của Karina team medic này, bổ cái công lý phán quyết này, bộc phá và tiện rồi là Karina lên bảng điểm số. Karina đang có ý định sáng cướp nhưng mà cướp không thành công. Về chiêu thức của Á Thú thì khá là đơn giản rồi. Và lối chơi của vị tướng này là một lối chơi đơn giản. Anh em chỉ cần gọi là kích hoạt chiêu 1 tăng tốc độ di chuyển lên, rồi đánh vào tướng địch gây sát thương đối phương. Kích hoạt chiêu 2 để gây sát thương vào đối phương. Và chiêu cuối thì anh em bật một cách hợp lý, bổ cái công lý phán quyết vào đầu tướng địch để hất tung tướng địch và gây sát thương thôi. Vì chiêu thức tích quả là đơn giản như vậy rồi anh em ạ. Không có gì là khó đối với vị tướng Á Thú cả. Nên là những anh em nào không kiểu là chơi cả chất tướng kỹ năng đang còn hơi kém thì anh em có thể chơi đó là Á Thú dành cho mình. Một trong những vị tướng đi đường ta thân cũng rất tốt ở thời điểm hiện tại.
acceleration online. Lối chơi dễ, lượng đam tốt, và nếu anh em lên đồ chống chịu thì cũng rất chi là khỏe và trâu bò. Á thủ thì lên đam cũng được mà lên đồ chống chịu cũng được nhá. Trận đấu này thì mình lên full đam để bắt được là tướng địch cho nó dễ. Rồi pha này thì sẽ bắt vị trí mid tem địch này. Đây full đam thì anh em thấy thì cái lượng sát thương khá là to. Quay nhẹ một phát mid tem địch chỉ còn gọi là nửa cây nữa. Pha này mid tem địch mà lên cao xíu nữa là mình bắt luôn này, bắt luôn này. Công lý phản quyết này, thêm về bốc phá nữa và tiện Chrissy lên bảng điểm số. Do là lên full đám, thường là anh em thấy thì á thú toàn là lên tánh đúng không? Nên là nhiều khí. À cứ nghĩ ông á thú này thì sẽ không sợ đám á thú cho lắm. Nhưng mà thực tế lên khi lên full đám rồi thì cái lượng đám sẽ rất to. Kiểu ở giai đoạn cuối trận anh em có bó phạt là đối phương bay mau liền. Tất nhiên khi lên full đam thì đồ chống chịu của anh em sẽ bị hạn chế hơn rất là nhiều. Kén của tem địch thì di chuyển lên khu vực đường rộng và lùng được cái double kill. Và cái trù ở khu vực đường ta thân thì mình sẽ lấy được rồi. Thì tất nhiên rồi, khi di chuyển qua đường ký thì đường này sẽ mất lợi thế. Và pha này mình lại bổ một phát tiền vào vị trí kén lên bảng điểm số. Bắn trù chơi luôn và double kill dành cho mình, lùi ra một cách an toàn. Đó là lợi thế khi anh em lên full đám, tức là lượng đám của anh em sẽ rất to và kết liễu đối phương cực kỳ là dễ dàng. Tất nhiên vì tướng nào cũng vậy, cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Thì khi lên full đám thì anh em sẽ rất khỏe, nhưng mà điểm yếu thì đó là anh em máu sẽ dày hơn rất là nhiều so với lên full tank. Đối với á thú là một chất tướng hồi phục tốt, anh em không cần biến về. Anh em thấy thì đầu trận đến giờ mình thấp máu nhưng mình cũng không cần biến về. Á thú với nội tài hồi phục máu theo thời gian, anh em thấy chưa? Đấy, cứ hồi phục 164 máu là hồi phục máu theo thời gian. Như vậy thì á thú chạy một vòng vòng một hồi lại có thể đầy cấy máu và có thể là giao tranh tiếp được. Còn về cách chơi và cách combo của á thú thì quả là đơn giản, một chất tướng dễ chơi. Anh em cứ kích hoạt chiêu 1 tăng tốc độ di chuyển, tiếp cận tướng địch, sau đó gây sát thương bằng chiêu 2, bổ chiêu cuối vào tướng địch. Còn đối phương mà ở xa ấy, kiểu anh em không thể với tới được thì anh em có thể tiếp cận đối phương bằng đó là chiêu cuối. Quan trọng nhất là cái đầu hiệu quả thôi. Thực tế ở giai đoạn đó là V6 thì á thú khỏe rồi, khi lên full đám khỏe rồi ấy. Thì zone combo phạt là khiến một mục tiêu bốc hơi là chuyện bình thường. Rồi, pha này chơi luôn này. Mình lên đám bạn ơi. Đáng con đó là cái bốc phá nữa, và bốc phá tiền. Vị trí Omega lên bảng điểm số quay trở lại đánh luôn. Và double kill dành cho mình. Một pha trao đổi thì 2 đổi 1, vậy là cũng rất tiếc là lời rồi. Về chất tưởng của tem bên địch thì cũng khỏe, nhưng mà nói chung thì ở giai đoạn cuối trận thì team bên mình vẫn rất khỏe hơn so với team bên địch. Kén thì vừa ăn được màng của mịt tem bên mình tốc biến nhưng mà cũng không thể chạy nổi. Kén mà gặp Tara này, gặp Ma Lốc này, rồi gặp mình nữa thì rất khó để bắt. Có lẽ là mục tiêu kén ở trận đấu này thì bắt xà thủ, nhưng mà để bắt được vài Odette ở giai đoạn V6 ấy cũng không phải là dễ nhá. Chất tưởng của tem địch thì cũng là những chất tưởng cần có đô, ví dụ như Terry chẳng hạn. Terry thì ở giai đoạn V6 vẫn là một chất tưởng xa thủ khỏe ấy. Nhưng mà để bắn xuyên qua được những lớp giáp của Tara thì có lẽ là cũng hơi bị vất vả luôn. Thì trận hiện tại thì team bên mình đang nhỉnh hơn team địch rất là nhiều. Kể cả đó là về thế trận, về lượng trù và về cả chất tưởng. Bây giờ thì đang có giáo tránh đường giữa. Tình huống này team bên mình thì đang khá là thấp máu. Krynak vô vào rồi anh em ạ. Mình sẽ kẹp gọc đường về của team bên địch nhá. Team bên mình lên bảng điểm số 3 người luôn rồi. Và này bắt xà thủ tém địch trước tiến này, bổ một phát này, xà thủ tém địch lên bảng điểm số, đánh thêm phát nữa này, chơi luôn này, bốc phá kết liều này, bắt luôn Krynak này, đánh một phát này, sử dụng chiếu 2 này, double kill rồi, tức mất tốc biến và triple kill dành cho mình. Nhưng pha này mình chạy thế nào đấy? Ui, 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 thôi xong rồi, pha này thì chắc là mình không thể chạy nổi nữa rồi. Và cuối cùng mình cũng mất cái màng chấm dứt, bị quẹt sạch rồi anh em ạ. Team bên địch một pha combat đẹp quá. Quẹt sạch team bên mình luôn.
Tình huống đó thì cũng hơi tiếc, mình mà hồi chiều cuối sớm thêm xíu nữa là có thể là Mega kill cùng nến ấy. Nhưng mà dẫu sao như vậy thì cũng khá là thành công rồi. Về phần trang bị thì mình sẽ đóng full đam luôn. Đầu tiên thì đôi giày kiến cường kháng được khống chế. Món thứ hai thì sẽ lên thương xuyên phá, gia tăng thêm xuyên giáp, gia tăng thêm lượng công vật lý. Món đồ thứ ba thì sẽ lên cái đao truy hồn, giảm khả năng hồi máu của tướng địch. Món đồ thứ tư thì sẽ lên, đó là cây nánh, gia tăng thêm 200 công vật lý và máu đối phương dưới 50%, máu trừ thêm 30% thất thương. Món đồ thứ năm thì sẽ lên cái thương khủng kiếm. Và cuối cùng đó là giáp hộ mệnh để đảm bảo an toàn thôi. Rồi pha này một bộ này, lên bảng điểm số đến từ vị trí của kến, hắn được cái màn chấm dứt. Lên full đam thì điểm mạnh đó là tốc độ phá rất chết là nhanh anh em ạ. Bây giờ thì tém bên địch đáng ép vào tìm bên mình sẽ khép góc nhá. Rồi thấy xa thủ tém địch này, bổ công lý phản quyết, tiễn xa thủ tém địch lên bảng điểm số, bắt luôn FP tém bên địch và double kill dành cho mình. Tất nhiên thì mục tiêu của mình vẫn là bắt vào vị trí của xạ thủ tém địch là phương án tối ưu nhất. Một là xạ thủ tém địch, hai là mịt tém địch ấy, dễ, cực kỳ là dễ bắt. Khi anh em lên full đám thì anh em chỉ cần gọi là đánh một phát là đối phương bay mau lên. Ôi, kến lại tìm vào vị trí xạ thủ tím bên mình rồi. Sau này thì sẽ bắt kến này. Ok, kến đã bị quỷ kiếm của Ma Lộc tiễn lên bảng điểm số. Bây giờ thì Carissi đang bắt mưa sau bác, bổ công lý phản quyết vào Carissi và tiễn Carissi lên bảng điểm số. Nhưng mà hai vị trí anh em thấy thì hai vị trí điểm yếu của team bên mình là mid và xạ thủ thì đã phải lên bảng điểm số rồi, bởi vì bị kén đó là tem đi sẵn luôn. Mà lúc tem mình thì đã phải lên bảng điểm số, định lùi về nhưng mà thấy ta ra team mình quẩy nhiệt tinh quá thôi, lên sẽ lên hỗ trợ luôn nhá. Ta ra cuối trận thì nó rất chết là câu bò. Pha này bổ công lý phản quyết vào đầu vị trí của Karinak, bật cái thương khủng kiếm để miễn thương tốt và lùi về, đó là một cách an toàn. Thế anh em thấy thì khi lên full đam thì việc đó là anh em combo phạt thì đối phương gọi là bốc hơi luôn, là cực kỳ đơn giản. Kến của tem bên địch lại tìm thấy vị trí của mịt tem mình và mịt tem mình đã phải lên bảng điểm số không sao cả. Pha này thì ăn luôn này và double kill dành cho mình tiếp theo. Bắt luôn vào vị trí của Carissi này, bổ một phát triple kill lần thứ hai, 17-23. Và anh em thấy thì mình có đánh giá chỉ mang là đến từ bảng ngọc nữa. Ngọc thì mình sử dụng như sau: ngọc đỏ 8 viên công vật lý và xuyên giáp, 2 viên tỷ lệ chỉ mang. Ngọc tím công vật lý tốc chạy và ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp. Bảng ngọc này thì lượng đám của anh em sẽ cực kỳ là to. Trận đấu thì kết thúc, cảm ơn anh em đã theo dõi clip. Bye bye.